Rồi hello anh em ha. Hôm nay em lên một con Makita dòng khai thác anh em, dòng siêu hại luôn ha. Cái công suất nó thì bằng với con Hubina 353 anh em. Nhưng mà con này được sản xuất tại Đức, Germany anh em. Sản xuất tại Đức thì cái độ bền với mà cái chất lượng nó cho anh em để anh em khai thác ổn định thì nó rất là bền nha anh em. Ăn Đức những cái dòng máy bán mới từ Việt Nam mình ha. Nói thì Việt Nam mình như là siêu 250 hoặc là Husqvarna 353 đó anh em. Là con này chạy ăn Đức luôn anh em. Chạy là ổn định hơn, bền hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn luôn anh em. Tại vì máy châu Âu thì anh em cũng biết rồi đó ha. Để sản xuất ra cho những nước lớn xài như là Nhật, Đức, Pháp rồi đó anh em, là anh em cũng biết cái độ bền nó rất là bền nha anh em. Dòng này dòng khai thác nên nó sử dụng hai ốc lam anh em. Nhưng mà tại vì anh em á không hiểu như hai ốc lam cũng như một ốc lam thôi anh em. Một ốc lam thì nó trong nó có cái đầu kìm lại. Rồi mình dặn ốc vô thôi. Cái này thì hai ốc thì nó không có trong, không có đầu kìm thôi. Nó như vậy thôi, nhưng mà anh em không hiểu anh em chê những dòng một ốc lam. Thật sự nó không có khác biệt gì mấy nha anh em. Mặt tiền là sử dụng lốc nhôm, cái lốc hợp kim anh em chứ không phải là lốc mũ luôn nha. Máy khai thác mà chứ không phải là mà lốc mũ luôn nha. Bô vọng rồi anh em, rất là đẹp nha. Con này zin 100% zin từ ngóc anh em. Có cái mã số là DE5045 anh em. 50cc nha. Hiện tại đang đi cái lam này là lam trượt. Lam trượt 6 tấc anh em. Lắp vô rồi còn khoảng 5 tấc 5 anh em. Lam sơn siêu mới ha, đầu latin siêu dày anh em. Siêu dày luôn ha. Sơn không còn trên 90% nha. Makita 50cc đầu máy 5.1 anh em, chưa lam sên, chưa sân nhớt là 5.1 anh em. Đầu máy thô quá nè. Chắc luôn lam sên nó tầm khoảng 6 chứ mấy nè. Đây, máy in gặp money nè anh em. Gặp money là được sản xuất tại Đức nha. Mã số là 030196. Con này anh em gọi em bán giá thanh lý cho anh em luôn, tại đây nó mẻ cho đàn tí anh em, không ảnh hưởng gì tới cái máy chạy ha. Không ảnh hưởng, chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ thôi anh em. Mỹ là nhìn nó hơi kỳ kỳ, sao không có lỗ đây ha. Nên em bán giá thanh lý cho anh em là 3 củ anh em. Với cái giá 3 củ này nè, anh em không có mua con này anh em. Trung Quốc giờ nó cũng 2 triệu anh em. 1 triệu mấy là xài không được đâu. Anh em tính vàng tầm 2 triệu đi. Tầm 2 triệu thì mấy người Trung Quốc anh em con này anh em mua con này anh em chấp con Trung Quốc 5 cây anh em. 5 cây Trung Quốc hư trước con này luôn ha. À, con này chạy rất là tiết kiệm xăng luôn, chạy rất là phơi, không bị lỗi nha anh em. Nên bán giá hành lý cho anh em là 3 triệu nha. 3 triệu anh em đi cầm đi khai thác thật sự anh em. Anh em chạy tháng 1 là dư lý là vốn nha anh em. Nhưng mà con này em bảo hành động cơ anh em là 12 tháng, bảo hành điện anh em là 3 tháng. Máy móc này em bao zin 100%. Cái đời này anh em thật sự anh em đừng có quên hoa nhớt nha, hoa đúng tỷ lệ nhớt nha anh em. Anh em xài từ 5-10 năm chứ không phải là ít đâu anh em. Là đối với anh em khai thác nha, còn anh em xài gia đình thì xài không biết chừng nào mà nhúng nhích luôn anh em. Rồi con này zin 100% bán ra bảo hành động cơ anh em là 12 tháng ha, với cái giá 3 triệu anh em. Anh em đừng không có chê cái điểm xấu chỗ này thì anh em mua giá 3 triệu rất là hời anh em. Cái này không ảnh hưởng gì tới cái máy mình chạy đâu anh em, không ảnh hưởng gì tới cái bộ phận máy mình hết, cho nên anh em cứ dùng thỏ ga nó bị mẻ đang tí thôi. 3 triệu anh em. Rồi để em test nổ em nói cho anh em nghe tiếng máy luôn. Anh em nghe tiếng rất là đầm nha anh em. Nghe dàn hơi đó là nè. Quá khủng. Phanh xích là hoạt động ok hết nha anh em. Anh em thấy để ý chạy ganti là không cho xích ha. Ra cuối thì rất là bốc luôn ha. Rồi con này 3 củ anh em là cần liên hệ em gấp ha. Bơm nhớt thì khỏi phải bàn, nên rất là mạnh ha. Sáng nó hơi bị đau bao tử anh em ơi, thông cảm ha.